Mến chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2023, thì Tiến cũng có mặt tại một phần của cô nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để mà chia sẻ những thông tin mới nhất liên quan về việc xây dựng một phần của cô nghệ sĩ Vũ Linh cho tất cả quý vị. Thì con đường mà Tiến đang đi vào đây là con đường nghệ sĩ. Vì con đường này có rất là nhiều những mộ phần của các nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, luật sư đã được chôn cất ở nơi đây. Cũng là gần cái khu mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cô chú anh chị ha. Thì ngày hôm nay thì thời tiết khá là trong lành. Thì Tiến cũng có mặt ở đây để mà chia sẻ một số những cái thông tin để cho quý vị khán giả, những cô chú ở xa không có thời gian mà mình đến đây á, mình có thể mà chia sẻ nào nắm bắt được những cái thông tin liên quan tới việc xây dựng khu mộ của cố nghệ sĩ. Thì như trước mặt quý vị khán giả cũng thấy ha, thì đây là mộ của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Thì vẫn tràn đầy những cái bông hoa được lắp trên mộ. Thì ngày hôm nay thì số người đến viếng có nghệ sĩ thì vắng hơn giữa tuần đó cô chú anh chị, nhưng mà Tiến quay được một chút thôi là người nghệ sĩ, nói chung là nhiều người dân người ta cũng đến đây thắp hương, cứ lai gai vài người cứ vào thắp liên tục như vậy để mà viếng cô nghệ sĩ. Thì hồi nãy á, có mấy anh thợ điện anh đi ngang đây á, thì anh cũng ghé đây để vào đây để mà thắp hương và chụp hình. Thì vô tình đó thì lại là tiêu đề cho một số những bạn giật lên là nào là mộ phần của cố nghệ sĩ bị cháy, rồi thợ điện đánh sửa này kia. Thì thật sự đó là cái tiêu đề thôi cô chú anh chị, chứ không có phần đó ha. Tại vì khi mà Tiến đến đây nè, có rất là nhiều cô chú anh chị lại hỏi, ủa mộ phần của chú Vũ Linh bị gì hả em? Người ta rất là lo lắng. Thì Tiến cũng chỉ muốn đính chính cho cô chú anh chị là đây là một phần của chú Vũ Linh ha, không có bị gì hết ha. Nên cô chú anh chị hết sức là thận trọng khi mà mình tiếp nhận những cái thông tin trên nha cô chú anh chị ha, để cô chú anh chị lo lắng ha. Thậm chí có người mà khi mà nhận được thông tin đó lập tức từ ở trên thành phố chạy xuống đây để mà xem, nhưng mà xuống đây thì thấy không phải, và đó là chỉ là cái người thợ điện người ta đi đến đây để mà người ta sửa điện cho cái hoa viên này thôi, chứ không có đây chập điện chập gì ở đây hết nha cô chú anh chị. Mộ của chú thì vẫn được bình thường nha cô chú anh chị ha, vẫn chưa xây dựng nha. Đó thì xung quanh mộ chú thì rất là nhiều những mộ nghệ sĩ, những luật sư nè, rồi nhà thơ nhà văn cũng được chôn cất ở nơi đây gần của mộ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha. Và đặc biệt một ngôi mộ đó là ngôi mộ của Thanh Kim Huệ, đầy ấp những màu sắc của những cái bông hoa đó cô chú anh chị ha. Thì Tiến vừa đi vừa chia sẻ những cái thông tin mà ngày hôm nay cho cô chú anh chị xem luôn đó. Thì còn nhiều người hỏi rằng hôm nay ủa sao mộ của cố nghệ sĩ vắng lặng không một bóng người vậy em? Thì em cũng xin trả lời luôn. Thì do mấy bạn á, nhiều khi bạn đi sớm á, tại vì đây thì sáng 8 giờ mới mở cửa, mấy bạn đi vào sớm để mà tranh thủ quay á. Nhiều khi vào buổi sáng sớm như vậy thì không có người là đúng rồi. Nhưng mà tới khoảng chừng 9-10 giờ đi là rất là đông cô chú anh chị luôn. Cứ lác đác vài người cứ đến đây thắp nhang xong rồi đi, thắp nhang xong rồi đi ha. Chứ không phải là vắng đâu cô chú anh chị. Nên cô chú anh chị hết sức yên tâm ha. Đó, cô chú anh chị thấy mộ của nghệ sĩ nhân dân Thanh Sang không? Đó, ở đây và rất là nhiều những nghệ sĩ và đạo diễn nữa. Đó, em cũng muốn chia sẻ những cái thông tin chính xác gửi lên cho cô chú anh chị, tại vì có rất là nhiều người, người ta hoang mang lắm. Hôm qua em nhận được rất là nhiều những cái cuộc gọi, hỏi là mộ phần của chú xây dựng tới đâu rồi em? Chị thấy xây gỡ bông ra hết rồi, phải không em? Thì em cũng đã đính chính trên video trước là không có việc mà xây dựng mộ phần của chú Vũ Linh ha, hiện tại thì chưa. Thì ngày hôm qua là ngày 15 tháng 3 thì gia đình có xuống để mà thăm chú và sẵn vào trong ban quản lý để mà như là coi cái bản vẽ về việc mà xây dựng ngôi mộ ha. Tới những cái người mà canh mộ tới bây giờ nè,
người ta vẫn chưa biết là cái thời gian nào sẽ xây dựng mộ chú và mộ chú sẽ hình dung như thế nào. Thì có một số bạn thì bạn đi chạy vòng vòng khu mộ này là cô chú anh chị, xung quanh đây thì có những cái khu mộ, những cái mộ mà đang xây á, rồi quay lên rồi la là mộ của chú Vũ Linh đang xây, nhưng mà thật sự đó không phải ha. Thì mộ của chú vẫn vậy nè, thì em cập nhật cái tin này là mới nhất luôn cho cô chú anh chị xem khỏi phân vân ha. Còn cái việc mà mộ chú không có bị mà cháy chập hay là gì hết nha cô chú anh chị, quý chị cứ biết á, là ai đi ngang khu mộ của chú Vũ Linh đều ngừng lại để mà dành một chút thời gian để mà viếng mộ, cũng giống như là thắp cho chú một nén hương hết. Hồi sáng có nguyên một đoàn xe tang vào, thì có những anh mà mô tô, chạy mô tô để mà dẫn đường á. Thường thường chú thấy có những nơi tổ chức tang lễ là có đoàn mô tô dẫn đường á, con khói lớn á. Thì sau khi mà dẫn cái đoàn xe tang đó vào xong á, thì mấy anh này cũng ghé lại khu mộ của chú Vũ Linh để mà chụp hình, quay phim, lưu giữ làm kỷ niệm, thắp cho chú một nén hương ha. Đó, rất là nhiều người yêu mến chú, tại vì chú sống rất là tình cảm, rất là tình nghĩa và rất là giản dị. Khi chú sống thật sự quý vị thấy không, không có cái từ lúc mà chú nổi tiếng tới giờ là không có vướng vào một cái sự lùm xùm, một cái scandal nào hết. Người ta chỉ biết chú Vũ Linh là một cái người nghệ sĩ, một người nghệ sĩ cải lương là rất là nổi tiếng thôi, chứ không bao giờ lùm xùm vào chuyện tình cảm hay là scandal gì trên mạng hết. Tại đa phần là chú không có chơi mạng xã hội, chú không chơi Facebook, chú cũng không chơi YouTube, chú cũng không chơi TikTok nữa cô chú anh chị. Đó, những cái kênh trên đó là toàn là kênh giả mạo. Thì những video về chú là do người thân và bạn bè người ta quay lại để làm kỷ niệm thôi cô chú anh chị. Đó, thì chưa cô chú anh chị thấy một người nghệ sĩ không dướng vào showbiz nè, cũng không chơi game show nè, cũng không tham dự chương trình nào hết. Đó, chỉ dành một lòng một dạ để mà làm người lái đò, dạy những cái học trò của mình trên con đường biểu diễn nghệ thuật cải lương thôi, và tăng với sân khấu nghệ thuật cải lương thôi. Là một người nghệ sĩ rất là đáng kính, không bị những cái tác động bên ngoài để mà thay đổi mục tiêu của mình, vẫn giữ nguyên được cái chất cải lương và cái lòng yêu mến của mọi người dành cho chú Vũ Linh. Nên khi mà chú mắc như vậy á, thì cả tuần lễ rồi cô chú anh chị, nhưng mà vẫn rất là đông người đến đây viếng chú ha. Nói chung là ai đi ngang đây cũng dành là ít phút để mà viếng hết. Thì hồi nãy cũng có các vị sư cô cũng đi trên đường đi chùa, đi viếng chùa một nơi nào đó, thì cũng ghé ngang để mà thắp hương cho chú nữa, rất là thương luôn. Và khi những vị sư này kể lại thì hồi lúc còn nhỏ cũng nghe những cái bài cải lương của chú, và khi mà nghe chú mắc như vậy thì người ta cũng thương tiếc. Thì có thời gian người ta đi ngang đây là người ta đều ghé. Bây giờ giống như là khi mà ai đi ngang Bình Dương có chú gì, thật nghiệt là ngay chỗ mà có đi ngang mà Hoa Viên Bình Dương, thì người ta cũng đều dành ít phút để mà ghé viếng thăm chú hết. Tại vì chú sống rất là có tình có nghĩa ha. Đó, những cái việc làm từ thiện của chú từ xưa tới giờ không, chú âm thầm chú làm, chú không kêu gọi, chú âm thầm làm. Và cũng quý vị thấy không, từ xưa giờ quý vị đâu có nghe báo đài hay là truyền thông gì nhắc là chú Vũ Linh đi làm từ thiện cái này kia đâu. Cái đó mới gọi là làm ha, làm trong âm thầm, làm mà cái tâm ha, chứ không phải giống như bây giờ cứ lên làm rồi khoe truyền thông này kia, làm nhiêu hết. Đó, thật sự ra là một người nghệ sĩ như vậy mình mới đáng kính trọng ha. Thì Tiến cũng có mặt ở nơi đây cũng mấy ngày rồi, cũng chỉ chia sẻ trực tiếp để cho cô chú anh chị có thể nắm được tình hình việc xây mộ của chú ha. Tại vì có rất là nhiều những thông tin sai lệch xoay quanh cái việc mà xây mộ của chú, thì mình cần phải đính chính ha. Tại vì có những khán giả người ta không có thời gian, người ta xem nhiều á, rồi dẫn đến cái việc mà người ta thấy những thông tin đó rồi người ta hoang mang nữa đó. Nên Tiến đính chính cho cô chú anh chị ha. Chỉ mong cô chú anh chị nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em ha, để những thông tin chính thống như vậy nè sẽ được truyền tới nhiều người hơn, để mà không bị những cái thông tin mà xấu ha cô chú anh chị ha. Đó, vì biết là sáng nay Tiến lại sớm á, mà có mấy cô chú anh chị lại đây sớm, tại vì hỏi ủa sao cô chú anh chị lại đây sớm vậy, tại vì cô chú anh chị nói rằng á là ngày hôm nay sẽ rất gáp vào xây mộ cho chú, nên cô chú anh chị cũng tranh thủ cái giờ chưa tới giờ làm của mình á, cũng vào đây để xem cái bộ phận của chú xây dựng như thế nào. Thì em nói rằng trời ơi, có đâu chị ơi,
Hôm qua gia đình còn mới xuống đây để mà việc bản vẽ này kia thôi. Với những cái người người ta làm ở đây nè, người ta còn chưa biết cái bữa nào mà là sẽ xây dựng một cái chú nữa. Nó chi sao chị nắm nó thông tin thì nó chị coi trên mạng em ơi, nói à vậy hả. Nói chung á là giờ rất là nhiều thông tin, nhưng mà cô chú anh chị hãy cẩn thận những thông tin chứ không làm mất cái thời gian của mình không. Giống như là mấy chị sáng nay phải xuống đây để mà coi nào mà cuối cùng có đâu. Quý vị biết chú mất là ngày 5 tháng 3 mà hôm nay đó là ngày 16 rồi, là 11 ngày rồi, nhưng mà vẫn có một lượng lớn khán giả đến viếng chú. Và thậm chí có người dù chú đã mất hơn 10 ngày rồi nhưng mà họ vẫn không chấp nhận. Khi mà họ tới mộ của chú, họ vẫn không thể nào mà kìm được cái giọt nước mắt trên khuôn mặt của họ khi mà họ viếng chú của chú anh chị. Đến đây thì 10 người thì đều kể lại là những cái chuyện mà thời thơ ấu của mình phải lặn lội để đi xem chú biểu diễn ở chỗ này ở chỗ kia đó cô chú anh chị. Rất là mọi người rất là thương chú Vũ Linh, bởi vì mọi người rất là mong muốn nhìn thấy chú được ngồi yên mã đẹp thì mọi người mới an tâm. Thì tụi em đến đây cũng chia sẻ đến cho cô chú những hình ảnh như thế này để chúng ta biết được mộ phần của chú Vũ Linh đã xây dựng tới đâu rồi, và trong quá trình xây dựng thì có gì hay không ha. Chứ nhiều khi ở nhà rất là hoang mang, bữa thì là xây xong, rồi bữa thì chưa xây xong, rồi bữa thì như thế này, bữa như thế kia, thông tin nó hỗn loạn khiến cho cô chú anh chị cũng khó phần mà theo dõi ha. Đó, chú anh chị ha, từ những người lớn tới các em nhỏ đều đến đây để mà viếng thắp hương cho chú hết. Thì em cũng muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị một số những thông tin trong cái video này để chúng ta hiểu rõ về những thông tin đúng sai xoay quanh việc xây mộ của chú Phù Linh. Mong cô chú anh chị hỗ trợ em Tiến bằng cách like, chia sẻ để những thông tin đúng sự thật như thế này được lan tỏa đến nhiều người, tránh những thông tin sai sự thật nha cô chú anh chị. Thì em xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị. Xin chào cô chú anh chị.